cặp này mà nó không chợ, nó mà có cái màu đỏ cho con này nữa thì đúng là ghép đôi với S2 1800 thì quá là phê luôn. Dạ vâng, xin mời các anh em quay trở lại với mẫu loa siêu trầm Bát 40. Rất là lâu lắm chúng em mới có video lên. Và đặc biệt trong ngày hôm nay thì sẽ phối ghép hoạt động cùng cặp loa S1800. Cũng rất nhiều các anh em có cái comment yêu cầu Zika làm một bài test cái mẫu súp này với cặp S1800. Tuy rằng hai cái mẫu này nó có cái màu sắc nó hơi chênh nhau, nó gọi là tương phản, phản diện nhau đấy. Một đằng thì là màu đen, đen sần với cái thiết kế gồ ghề, sần sùi gai góc. Một đằng thì là đỏ, đỏ bóng, đỏ tươi, đỏ đẹp, với cái thiết kế nhìn nó rất là mướt mắt như thế này, ghép với nhau. Và rất nhiều các anh em thích cái chất Bát 40 nhưng mà lại ái ngại về cái màu sắc. Nhưng theo em thì nếu mà các anh em có cái khoảng không gian như gầm cầu thang hay là giấu vào một góc, một xó nào đó thì cái con súp này nó đá cặp với cặp S2 1800 rất là hợp nhé. Bởi vì nó là Bát 40 công suất khỏe, nó sẽ đánh nổi được tiếng bát, nó sẽ đánh lực được lên. Hoặc là để con súp này và cái loa SH để lên bên trên, trên chốc cái này rất là hợp lý. Nó chỉ khác nhau về màu sắc, nó cùng một thương hiệu và công suất của nó cũng tương đối là, con này chỉ nhỉnh hơn cái cặp 200W thôi. Xin giới thiệu về cái bản này. Và bản này là ngày hôm nay em vừa mới mở hộp. Theo như em thì cái nước sơn này nó sẽ chất hơn, chất hơn cái lô của tháng 6, tháng 7 vừa rồi. Sơn sần, da sần luôn các anh nhé. Cái nước sơn này rất là dày, các bạn lấy đinh cào cũng không sớt được. Nên nó sẽ đảm bảo được cái vấn đề là không bị xước cho quá trình sử dụng hay kê đặt bất cứ một cái sản phẩm gì lên. Đó là cái thứ nhất. Và thứ hai, nó sẽ chống được cái hiện tượng bị ngấm nước, bong chóc hay là nổ ván đấy. Còn về mặt trước thì ok quá rồi, bảo vệ hẳn một cái tấm bê căng bằng thép chắc chắn như thế này, quá chắc, gỗ nó vỗ nó chắc như thế này mà, thì cái quá trình hoạt động nó không bao giờ có cái hiện tượng là bị rung cái tấm bê căng gây những cái tạp âm linh tinh. Ngay phía bên dưới là ba lỗ thông hơi, các em nhìn đỉnh không, rất là thoáng, lực đánh kinh khủng khiếp đấy. Rất nặng nhá, sách này. Con này nặng cực. Hôm xưa em có một bác khách hàng, bác phải tầm 9 mấy cân, to khỏe. Bác đến bác nhấc, bác bảo ốt sao nhẹ thế. Nhẹ đối với bác thôi, không nhẹ đối với một số, một đám đông số người không tập thể hình, tập gym. Như con này em đã nói và cũng giới thiệu rất nhiều các anh em, đây là cái dòng súp hai chức năng. Ta có thể đánh điện và đánh hơi. Đánh hơi đánh gần nếu trích này, đánh điện chúng ta đánh cắm điện và đưa điện liệu vào đây. Ở đây chắc hẳn các anh em biết rồi, và em xin nhắc lại và xin giới thiệu lại một lần nữa để bác nào mới xem được video của chúng em, mới xem được video sẽ nắm được hơn. Và trong quá trình xem video, mà bác nào mới xem video của Zika mà chưa đăng ký kênh, hãy ấn đăng ký kênh để theo dõi Zika, để ủng hộ Zika về cái tinh thần, xong rồi tìm hiểu những sản phẩm mà thấy mình cần sản phẩm gì, uy tín bên chúng em thì yêu mến thì đặt hàng, lúc đấy chưa muộn. Còn mới xem được kênh thì cứ đăng ký kênh ủng hộ chúng em đã. Nguồn này, volume to nhỏ, cắt tần số, đảo pha. Hai ba cái nút này cũng gây ra rất nhiều tranh cãi, vì chúng ta chỉnh như thế nào để nó hợp lý, đảo lên hay đảo xuống, đảo pha lên hay đảo pha xuống cũng là một cái câu hỏi thường gặp. Cái này không cứ đâu ạ, cái này không cứ, mà cái này nó căn cứ vào cái bộ loa các anh em đang nghe. Vì là cái này nó để xoay chiều, để giúp cho nó cùng chiều với đôi loa, nó sẽ không có hiện tượng ngược pha nhau, thì nó sẽ bị triệt tiêu tiếng bát của nhau và đánh ra là không cùng nhịp, thì nó không cho ra được một cái hiệu năng tốt. Thì đảo lên mà các bạn cảm thấy nó cùng nhịp nhau rồi, tiếng bát mạnh cùng nhịp thì ta để lại, hoặc không gạt xuống. Cái này là dễ mà, các em nghe các em cảm nhận được, bởi vì nghe hay ai chả nghe được hay, ai chả cảm nhận được, ai chả biết được cái sự khác biệt. Nó khác, nó chênh quá thì tao biết ngay. Cái này là tùy thuộc vào loa và tùy thuộc vào không gian nhà chúng ta. Cắt tần số cũng vậy, cắt hết cũng được, nhưng mà cắt hết chỉ dành cho những cái bản nhạc vàng nhẹ nhàng, nghe nhẹ nhẹ thôi. Còn khi mà chúng ta hát karaoke và chúng ta nghe nhạc bản nhạc mạnh thì các bác cứ đẩy lên cho em hướng 12 giờ hoặc là 9-10 giờ đấy, đẩy 12 giờ. Thường thường nếu mà để trung bình không cần phải động bao nhiêu nữa, mà để trong cái xó gầm cầu thang mà ít động đến đó, thì cứ để hướng tầm độ 9 giờ ra và tất cả mọi thứ không rất là ok. Còn volume thì
Nếu khi các anh em dẫn lấy tín hiệu từ trên âm ly thì volume cái này chúng ta phải thường xuyên điều chỉnh theo bản nhạc và điều chỉnh theo những cái lúc mà chúng ta sử dụng hát hay nghe nhạc. Đấy. Còn nếu mà các anh em sự kết nối với nâng tiếng thì các anh em cứ để 12 giờ cho em. Còn đâu còn lại chúng ta sẽ chỉnh to nhỏ nâng tiếng. Đó. Còn trên vang thì đằng sau vang nó có cái đường to nhỏ thì nó hơi bất tiện tí. Vang thì vẫn chỉnh đây. Âm ly thì cũng phải chỉnh đây. Đó là nghe qua đường Leinhausen. Còn 211 put thì các anh em nghe 211 put thì các anh em đấu như loa bình thường thôi. Và cái này các anh em cũng chỉ cần mở trung bình ở trên cái đẩy hay trên cái âm ly các anh em đi. Đấy. Xong bắt đầu các bạn dập hết đi, xong mở trung bình cái ngưỡng mà các em hay nghe đi, cái hay nghe nhất, xong bắt đầu các bạn, đây là đấu qua đường 211 put nhé. Dập hết đi cho em để cắt tần số vào khoảng 9 giờ, xong mở đôi loa các em lên cái ngưỡng trung bình mà các em hay nghe á. Xong rồi là chỉnh cái này lên cho em, chỉnh dần lên, khi nào mà nghe cái tiếng bát của loa trầm nó hỗ trợ ok cho đôi loa rồi, nghe hay rồi các em dừng lại. Từ sau là các em chỉ cần chỉnh to nhỏ ở cái volume tổng ở âm ly hoặc là đẩy lên vang hay đẩy thôi, là cái súp này nó tự lên to nhỏ theo cái đôi loa các em nghe. Đấy là qua cái đường này. Đấy, qua đường này. Còn qua đường hoa sen thì nó không liên quan gì, bởi đường hoa sen là trên âm ly hay trên đẩy lên vang hay trên nâng tiếng nó sẽ có cái đường kênh riêng, kể cả vang cũng thế. Thế thôi, cơ bản để chúng ta sử dụng như vậy. Và sau đây không để các anh em phải chờ đợi lâu, chất âm, chúng ta đi vào chất âm thực tế và ghép cho các anh em luôn. Em sẽ đẩy cái súp này vào để cắm điện vào và lấy một bản nhạc hay, xong cho các anh nghe thử. Vâng, sau khi em đã đẩy vào, cắm nguồn và cắm tín hiệu vào thì em test cho các anh em. Trước khi test thì hướng dẫn luôn. Các bạn nhìn thấy khe đằng sau đây, em đang sử dụng dây Leinhausen này, cắm nguồn điện 220, có thể cắm thẳng và bật công tắc lên thôi, xong cắm nguồn nhạc vào. Và đằng sau đẩy X7 DC thì em có sử dụng cắm qua đường link, đường rex ra đấy. À, trên con này nó sẽ có thêm cái đường ra súp, nhưng em không cắm súp và không cắm vào cái đường ra súp, bởi cắm đường ra súp thì trên trực tiếp con này nó lại cắt thêm một nhịp tần số nữa. Thì em đang test súp thì muốn test luôn cái khả năng cắt cốt server của nó, cắt cốt của nó, cắt tần số của nó và cái khả năng trình diễn của nó luôn, nên sẽ cắm cái đường tín hiệu sống ra để các em có một cái bản test là trung thực nhất. Mà các em đeo tai phone vậy, test súp các em cố gắng đeo giúp em cái tai phone để có được cái chất âm nó ok nhất. Cặp này mà nó không chơi, nó mà có cái màu đỏ cho con này nữa thì đúng là ghép đôi với SH1800 thì quá là phê luôn. Sẽ tắt súp đi để cho cái nhịp tới, cái nhịp trầm nó xuống tới để các em so sánh. Tắt súp này. Đó. Tầm này là bắt đầu súp nó đánh nhá. Mà khi em tắt súp đi các em nhé. Đây em bật luôn lên, các em so sánh luôn. Các bạn nghe sướng hơn rất nhiều. Mặc dù cái đôi SH1800 nó đã quá khủng khiếp rồi. Khép lại video ở đây, một hàng xóm sang họ lại kiện chết, đánh quá cái khủng khiếp. Đây là cái sự phối ghép của hai cái sản phẩm có công suất khủng nhất như đôi SH1800 2BAT 30 công suất MAX 800 và mẫu súp S1500 BAT 40 công suất 1000W, nó kết hợp với nhau quá khủng khiếp. Các em mà không quan tâm đến cái màu sắc
mà có cái không gian để giấu được con súp này đi, trưng nguyên đôi SH18 ra, lấy nguyên một bộ này về cho em, là em đảm bảo các anh em luôn, chấm hết cho mọi ý định nâng cấp bộ dàn mà nó đẳng cấp luôn. Cảm ơn các em rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em vào những clip tiếp theo. Video hay thì hãy tặng chúng em cái like, thả tim cũng như là chia sẻ. Và nhất là các anh em là mới xem video và chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký kênh ủng hộ để đồng hành với Zika chúng em. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Chúc các em nhiều niềm vui, hạnh phúc, thành công, thân nhiều sức khỏe nhé. Chúc các em như vậy.